nó cô bác nào có cái ao lặng nhỏ nhỏ rồi ha, trồng thì vậy đó, cứ ra ngoài ngoài chợ đó có tôi rồi mua rau nhút về, mua vài bó về đó, rồi bắt đầu căng dây ở giữa có xa xa cái mình chèn vô cái phao, thì chút xíu mình làm cô bác xem nha. Bệnh này là không phải là bệnh hết đâu nha cô bác, nó bệnh là có lỗ rồi. Ví dụ như cô bác trồng điều một ao này ha, nó có bệnh khoảng chừng 1-2 cọng đó, cái bắt đầu nó lan từ từ không ra, nó lan như một lỗ vậy đó, chứ không phải là nó bệnh cái nó bệnh hết trơn đâu, không phải gì, nó bệnh có lỗ giống như mình trồng lúa mà bị ung thư cái nó chết lỗ rồi cô bác, không phải là nó bị hết. Thành ra cái bó hồi nãy là cái chỗ bị bệnh đó, tại vì rau nhút mình mua về đó là mình chắc điều ra, thành ra nó đâu có bị mà cái bó này đè lên bó kia mà nó bị thối, cái này là nó bị bệnh đó. Tới quay chúng hay không tôi cũng không biết nữa, tại vì ngồi dưới đây mất giữ thằng bằng. Rồi vậy đi 3721 vậy đi. Trời ơi, không biết lội xuống cái này dám đứng nó sợ. Mèo chạy ra, mèo chạy ra không con, mèo chạy ra nè, rồi bác ơi sáng nay dặn cô bác đi trồng rau rồi lên cái cây để mà mình căng mình trồng. Em chưa biết sẽ trồng cách nào đâu, nhưng mà lên cái kế hoạch sẵn nha. Dây đang theo cuộn dây, đang nguyên cuộn dây đi, tới đâu cắt tới đó. Rồi bữa không buộc cho cứng đâu, cái này lớn nè. Mua cuộn dây nè, cuộn dây nè 29.000, xài cũng được nhiều việc lắm. Kéo kiếm cái kéo nào bén dữ rồi. Cái này là mấy cái kéo này nghĩa địa không, cái này coi, cái này cũng nghĩa địa. Nói thật ra là nó cũng còn mới, nhưng mà do mình để ở đây á, cái bắt đầu mưa có mưa ở ngoài nó tạt vô nè, biết là xét chưa, thành ra nó lụt chày chưa, nó xét nó ăn mòn. Đem đồ từ ra, tới đâu thêm cái đó. Giống này thì dây, dao, kéo, gì nữa ta. Bỏ nghề lâu lắm rồi đó, trồng nhiều lắm rồi đó. Trồng nhiều dữ dằn luôn nè. Rau nhút
ngoài, không gian bên ngoài đã hết sức không. Bạc hà cái này tốt quá sao, cái này bạc hà ăn chứ không phải bạc hà núi nữa quá. Trời ơi, phía bên ngoài nè tốt dữ dằn ha, bạc hà đó. Dừa nè, dừa cũng tốt dữ dằn luôn, trái khó coi nè, trái tựa lưa tùm lum hết chứ. Bên kia cũng tựa lưa tùm lum hết chứ. Bên này nè, có coi nè, cái cây này cũng trái tựa lưa tùm lum trơn nè. Để zoom có bác xem nha, nữa lại gần nhiều khi hơi khó xem. Trái nước trơn nè. Có lẽ là mình sẽ trồng dưới mấy cái ao này của bác, nhưng mà cái ao này thì cá quá xá cá luôn của bác. Ôi, cá kinh khủng cá luôn. Đưa xuống đây cái là mấy con cá nó mừng dữ lắm. Thành ra không trồng này được, trồng đỡ cái ao lạng đi, chừng nào cái ao lạng nó thành công á rồi mình mới đem qua cái ao này mình trồng, có nghĩa là số lượng nó nhiều rồi đó. Đó, thấy dừa trái ha, quơ nhanh qua đây cái dừa trái nữa nè. Còn quơ nhanh trên đầu của mình nữa nè, dừa trái, trái dừa nữa nè. Ồ, bông lan đẹp quá. Ví dụ quay cái bông lan của bác xem. Hoa lan. Hoa. Đẹp không? Rồi. Có hoa lại ra lại quay nhóc trơn. Nhưng mà thôi, cái công việc của mình bữa nay là đi đi trồng mà mấy cái này. Ôi, con gấu nó bắt cái gì đó, cái này là cái bãi cái bãi cây kiển hoa rồi nè, còn chậu không nè. Quá tầm. Ra tới cái chậu của mình rồi nè. Ồ, ở đây mà không có quay mấy trái dừa nhiều khi nó thiếu sót, có cái dừa gì mà trái kìa. Trái nghẹt chứ, có xem. Nghẹt buồn chứ. Chứ nhiều khi nó cản cái lá ở dưới dạ, nhìn lên khó thấy lắm, có phải nhìn ngang vậy nè. Ví dụ như cái ù mấy cái này rồi nè, nhìn ngang đồ mới dễ thấy. Còn hôm nay mình nhìn từ ở dưới lên rồi cái nó cản. Bên kia nó kìa. Xa quá, hình như quay chặt rồi có không. Nè. Cái này thấy không ta? Rồi, khuất luôn rồi, hết thấy gì luôn rồi. Nói chung là có trái đó. Rồi mình trồng là trồng dưới cái ao lạng bên này nè nha. Cái dừa này cũng trái mịt mùng luôn. Thì tại cái vườn dừa mình quay dừa. Cây này nữa nè, quay cho cô bác chóng mặt luôn. Cái vườn tròn, ủa hình như mình quay chặt hả cô, quay chặt hả. Rồi mấy cây ngoài này nè, trúng không. Rồi cây kế tiếp luôn nè, cây kế tiếp này luôn nè. Còn cây này thì nó chết queo. Cây này chết rồi, con đuông hay gì nó ăn nó tuốt trên đọt á. Cây này cũng trái dữ dằn luôn. Mà ngặt cái nó chết queo rồi, nó ăn từ trên đọt xuống. Cây này là cao hơn chục thước rồi, có tuốt hết trên trời. Cây đó trái cũng dữ dội lắm. Cây là cây đó trái không thua cây này nè cô. Cây đó với cây này là một giống nè. Ngặt trái chứ. Ngặt cái bây giờ đuông ăn là biết sao giờ. Còn phía sau cái chòi của mình là cây dừa lửa. Còn bên đây là cây dừa xin lùng. Ở đây thì nó khuất cái tàn, không thấy trái. Đi cái mép bên đây nè, không thấy trái nè. Trả lại công việc của mình ha. Bên đây thì có mấy cây rau dừa sống nổi thôi. Cá thì nó che rau dừa, đúng không? Nhưng mà bỏ rau nhút xuống chắc nặng. Cái ao lạng của mình nè, hồi đó đào để trồng rau nhút nè cô bác, cũng còn di tích ngày xưa nè cô bác. Vào cái series chế tạo á là mình có chế cái ao nè, nghĩa là đào cái ao này nè cô bác. Đào cái ao này là trong vòng 5-6 tháng trời, không phải đào suốt nè, có nghĩa là rảnh rồi cái mình ra đào rảnh cái ra đào, mà đào cả nửa năm trời mới xong cái ao này nè. Ao này ao lạng của cô bác vào cô bác gõ hình như là đào ao hay gì đó, phải thuận điền CT là sẽ ra mấy cái video đào ao lắm. Mà bây giờ mình trồng thì trồng cái chỗ sâu này có cái chỗ bớt ốc, còn cái chỗ cạn này thì là mình găm xuống đây rồi bắt đầu xong rồi mình mới kéo lại cái chỗ sâu. Có nghĩa chỗ cạn này để cho mình dễ làm á cô, xong rồi mình gắn mấy cái rau xong rồi bắt đầu mình kéo lên đằng kia.
Thì cái này có 4 5 bó thì nó cũng không có bao nhiêu đâu. Cái này trồng hết cái ao này chắc cả mười mấy bó của. Còn cái này có 4 5 bó thì này giống như phiêu hình, nhưng mà hy vọng nó sẽ tốt và nó nở ra thì đầy hết. Nếu như mà nó chịu tốt không có con gì ăn á của tôi thì một bó một là dài tháng, khoảng chừng 2 tháng là nó cứ ngắt hết. Nhưng mà ngặt cái ở đây là của coi nè, ốc nhà con trên nè nó đang ăn nè, ốc nè của coi nè, ốc nè đó, ốc nè nhà con trên nè của giờ nè, ốc nè ốc vàng được không nè, bắt hồi cá đóng cá lèn luôn giờ ôi nhóc trơn vậy. Bây giờ bỏ xuống nó ăn dữ dằn lắm, nhưng mà hy vọng là nó ăn không có bằng với cái số lượng mà cái rau nhút của mình nó phát triển. Ví dụ nếu phát triển mà 2 3 nhánh thì nó ăn chừng nhánh giả sử vậy thì nó cũng đỡ, nó cũng không đến nỗi đó. Cái này trồng chứ cái hy vọng sống ít xíu hà, hy vọng sống không có nhiều xung quanh đây yên tĩnh ha. Quá xa cái dừa đó trái, cái dừa đó bự lắm cô, trái bành bành không, cái dừa này nè trái bự lắm nha, cái áo bự lắm, trái là khoảng 1,2 kg đến 1,4 kg đó cô, cây dừa đó đó. Mấy cây dừa ở đây thì trái nó nhỏ hơn, ví dụ như cây dừa này thì trái khoảng chừng ký thôi cô, 1,8 kg cô thấy nó nghẹt trái chứ, cái trái nó nhỏ nè đó. Chừng ký đến 800 gram à. Còn cái dừa mình vừa quay vừa rồi đó là trái khoảng ký 2 đến ký 4 vậy đó. Còn cái cây bên này á, thì trái khoảng chừng tương đương 1 ký. Trái khô á nha, trái khô mình cân á. Rồi bây giờ vô lấy đồ tiếp. Dây có rồi, cây mới có 2 cây, khoảng 4 cây mới đủ, mình mới được có 2 cây à. Nhỏ đi theo nè, còn mấy thằng nhỏ thì vô nhà. Trời ơi, mấy bữa rồi hăng lên cắn lộn nữa, thành ra mình mới nhốt tách riêng mấy con trong nhà đó. Rồi quản lý mấy con chó nó không phải dễ đâu cô bác ơi. Cô bác mà nuôi khoảng chừng 7 con như mình đi, 7 con chó với con mèo nữa là 8. Cô bác mà nuôi 7 con đi mà con nào cũng trưởng thành rồi đó, cô bác mới nhận nuôi thì cô bác quản lý nó, cô bác mới biết. Phải mình nuôi từ nhỏ cô bác thì nó dễ nha, từ nhỏ với nhau nó chơi với nhau từ nhỏ thì nó dễ, nhưng mà ngặt cái con chó nó đã lớn rồi đó cô bác ơi, mỗi con mỗi tánh rồi đó thì không con nào chịu nhường con nào chứ, khó lắm quản lý nó chặt à. Rồi chết rồi, chúng nó máy quay rồi, dứt cọng cỏ rồi, rồi làm lại cái cọng cỏ nó bò lên đây cổ cổng người gác. Cái này cái mãng cầu sim nè, mãng cầu gai nè, có trái cũng nhóc trơn mà làm biếng không có bọc. Đằng kia mấy cây nữa kìa, giáp vườn mình còn nhiều lắm, tại đó đây mình trồng mà. Trồng hồi đó một ngày của bác thôi mà nhiều á, thì khoảng trăm ngoài ký, một ngày khoảng trăm ngoài ký á, bẻ của trái. Mà ngày xưa cũng đâu có tiền bạc thì của bác không có nhiều không. Còn bây giờ thì người ta trồng tựa lưa rồi bỏ cũng tùm lum, mà có khi thì nó cũng có giá, có khi thì người ta bỏ luôn, người ta không có hái luôn đó. Trái cũng ký mấy 2 ký mà mãng cầu gai á. Vô đây cây mãng cầu gai nữa nè, là mãng cầu sim á, chua chua ngọt ngọt. Con này cây bơ chưa cắt tỉa, cây bơ này nữa, mấy cái lá dưới này cho nó gọn bớt lại, bự quá bự rồi. Hy vọng năm nay có trái nha, đừng có BD nữa nha. Mèo mình nó cũng BD, nó quay con mèo thiệt với con mèo chó của xem đó. Con mèo thiệt nó cũng đang có bầu, nó sắp đẻ nhưng mà chắc cũng không nên thân nữa. Cái bạc hà lên, cây chanh, cây bưởi nó đem đi trồng làm sao đây, bưng nguyên cái thau đi hết nước rồi. Đáng lẽ đem về là mình trồng liền á, có nó không mất sức. Để mấy bữa rồi nó hơi èo ọt rồi. Nhưng mà cái này thật ra nó cũng dễ trồng dữ lắm luôn. Rất là dễ luôn, tại vì đó mình trồng hoài biết. Mình trồng ngoài ruộng cũng có, mà trồng trong ao cũng có luôn. Thì trồng cũng thành công đó cô á.
trồng là thành công đó. Nhưng mà cái là mình quản lý ốc với cá quản lý không được. Cá thì mình không có thuốc cá, ốc thì mình cũng không thuốc ốc, thành ra là trồng không được, quá năng hết trơn. Rồi đó bắt ốc đó, một đêm 1-2 thùng bê ốc đó cô, là một đêm là khoảng chừng 10-20 ký ốc, thì cô tưởng tượng là bao nhiêu con. Rồi ơi, nhiều khi bắt gần tới sáng luôn, đêm nào cũng bắt, bắt giết cũng muốn lòi con mắt đó luôn. Còn người ta thì người ta thuốc một cái là sạch bon đó cô ấp, nhưng mà thấy thuốc chết nhiều quá cái mình không thuốc, thành ra nó cũng khó. Tại vì mình làm cái dạng mà làm chơi của bác ơi, còn người ta là làm gì mà cái cuộc sống sinh nhai ấy, thì nó khác. Còn mình làm cái kiểu mà làm vui chơi thôi, được thì cũng cũng vui, mà không được thì cũng không sao. Còn giả sử như là mình làm cuộc sống sinh nhai thì chắc mình cũng phải thuốc ốc chứ, hoặc là mình sao ấy cá rồi này kia, chứ gì trồng sao được. Mà trồng không được thì tiền đâu mua cơm gạo, bởi vì cũng khó. Thành ra cái việc này là nó cái việc vui vui thôi, thành ra được thì cũng được mà không được thì cũng thôi. Còn nếu như cuộc sống của mình khó khăn đó, thì mình mình phải làm đúng. Giống như trong kinh giảng ông Đức Thầy ông có nói đó, lúc trồng rẫy rủi nhiều sâu bọ rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao. Có nghĩa là mình làm là mình phải xịt sâu bọ, cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Bây giờ cô bác trồng thể trồng rau này kia mà không xịt sâu rồi bỏ luôn. Ai à? Trồng đu đũa, trồng cải rồi đó cô bác, không xịt sâu sao được. Phải xịt thôi. Nhưng mà cái việc đó nó cần thiết. Còn cái này mình trồng như vậy, trồng chơi nó khác. Rồi giờ làm việc nè. Giờ kéo cái chân ra nha. Bữa nay đem cái chân mà, nó có chuẩn bị mà. Kéo cái chân ra. Cho bắt đầu là đầu tiên là mình sẽ 1, 2, 3, 4 cái máy còn gì. Để vô cái góc này đi ông ơi, đừng có đi qua đi lại nữa. Cái ông mực đó. 1, 2, dè xuống, bây giờ cúp xuống đi. Trời đất chưa. Thì chúng chưa không biết cái màn hình nhỏ xíu nhìn không có rõ gì chứ. Cúp xuống xíu nữa rồi. Nữa là rồi. Được chưa? 1, 2, 3, 4. Rồi. Siêu lưu ít xuất hiện. Thì đầu tiên là mình sẽ cắt một mớ dây để mình buộc nó đó. Chỉ cục cục thôi, mình buộc cho nó dính vô cái cọng dây á. Đây này mình sẽ 2, sẽ 3 quấn tròn tròn rồi nè. Để dư thì nó buộc bao buộc ấy rồi luôn. Cái cọng dây này cũng im, chứ ngày xưa cái cọng dây này là mua để mà buộc lúa đó cô. Tới mùa cắt lúa mà mua mấy cọng dây này để buộc. Rồi để hồi xé đi, dắt này xé rồi nó ra lung tung. Dây, cây, cây thì mới được có 2 cây hả? Rồi sao đây? À, kiếm cây cục cục nữa mình cắm mé bờ. Không sao, còn cây này cắm ở ngoài này. Rồi đầu căng sợi dây, để căng đỡ sợi dây đi rồi coi nó tới đâu rồi mình mới tính tiếp của cô. Bây giờ không biết tình hình nó ra sao nữa đây nè. Bây giờ đỡ một dây đi, rồi tới đâu rồi mình tính tới đó. Căng một dây mà được một dây rồi bắt đầu là mình sẽ tính được cái dây thứ hai rồi. Bây giờ là tới lội xuống nước mà bỏ dép luôn nè. Quên, để ngóc cái máy lên không thấy tới nữa. Sao đây nè. Bây giờ để cái máy xa xa trên này nè. Đừng có cạ vô nha con. Ủa, hình như mình quay chặt. Nãy giờ cúp xuống. Không cạ được nha. Rồi. Để cái máy chỗ này chỉ trong áp nhích ra nữa thì nó im, nhưng mà ngặt hâu đi. Hâu vô nó lợi. Rồi nó cạ cạ gì hoài rồi sao? Rồi nó sập cái máy nha con. Này nha. Thôi, không có liếm nữa, hơi ghê, gần chết liếm hoài. Rồi. Xích ra đây một xíu nữa coi. Rồi được chưa? Vậy là mình làm từ cái góc này dài qua. Rồi. Chắc là hạ chất lượng phim xuống cô bác luôn. Để cố định mà.
Rồi, được chưa? Xích qua đây một xíu nữa đi. Rồi nha. Ho 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 con. Ơi, đụng cái máy quay phim bây giờ. Béo, lại đây nè. Lại đây, lại đây, lại đây. Xuống đây. Xuống đây. Béo, xuống đây. Xuống đây để tránh xa cái máy quay phim ra. Đánh chạy đi. Làm phân nửa đi. Rồi bắt đầu cái còn là phân nửa cái bắt đầu mình cam được rồi đó. Cặp cặp mé đi. Không nhiều không đâu. Cái này làm phim hình. Tại mình đi chợ cái bữa rồi đó, gặp người ta bán mấy cái con nhút này in quá. Nó có bèo nè, cái mình có thể mình nhân giống bèo này luôn. Nếu như mà cá ít đó, là bèo này mình nhân giống được đó cô. Có nghĩa là bèo nó nở ra. Bèo này tốt lắm, bèo cám này tốt lắm cô. Nó không có hại. Mà mình buộc từ đằng kia buộc lại cho dư để mình cắt này. Được, lấy thêm mấy cái chai mà để mình cho nó nổi lên nữa. Nhưng mà chưa, cái này mình buộc vô đây trước rồi. Rồi dụ mấy cái chai nữa, tính sao chai thì nhóc. Chắc được chừng 3 mét gì thôi chứ không nhiều đâu. Cái này 4 mét luôn rồi. Để coi tình hình tới đâu. Dừa khô nó vụn tựa lửa chứ. Rồi bây giờ tới đi trồng nè. Bỏ mấy cái này lên bớt đi để nó dập hết. Bữa hổm là có mấy bó tới mua hết trơn luôn đó. 1, 2 vậy là 5 bó của bác U. Vì trồng ở đây 2 bó rưỡi. Khoảng 2 bó rưỡi đi. Rồi kia 2 bó rưỡi nữa. Tựa lưa chứ nó thực sự một bó nó không có nhiêu chứ. Làm cho nó dài sòng sọc chứ cũng ăn không được nhiêu chứ. Còn của nhà của mình đó cô bác U, nhiều khi mình hái cái đọt vô, mình hái lựa cái đọt non mình hái, còn người ta bán đó cô bác U, người ta non già thì người ta cắt dài sọc để thấy cho nó nhiều, nhưng mà thật sự cũng ăn đâu được nhiêu. Rồi tới đằng kia tới trồng lại. Thấy rõ người ta hồi nãy chắc để hơi xa quá. Giờ cái máy xích lại gần rồi. Nãy giờ là toàn cảnh, chắc này là chi tiết nè. Em gần gần dưới này nó lọt xuống ao cái rồi chết lớn nữa. Để sẽ xích trên này đi, có gì nó cũng không đến nổi. Bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Sợ những cái mấy ông chó đi cả thôi. Rồi cúp xuống một chút. Rồi tới cây này rồi đó. Đẹp trai đẹp gái chưa? Rồi xích xuống xíu nữa đi. Quay tới mà. Rồi để cái thao đằng sau đi, để sao cũng được, đằng trước đi, quay ngược bà gì để cô bác xem cho nó dễ nha. Thì hai cái mình chắp lại với nhau vậy nè cô bác. Hai cái mình đâu có đít nó lại với nhau đó. Cái bắt đầu mình buộc thôi, buộc cho nó dính lại con dây này, hai cái đầu đít lại, buộc lỏng lỏng thôi, không cần buộc chắc lắm, buộc chéo góc lại để cho nó không có bị xè lên trước, không bị xè lên sau, rồi vậy là xong. Rồi, nó lật ngược rồi, xoay lại, xoay về lại đó. Trời đẹp gái chưa, xong một cây dễ gần chết luôn. Sắp lại gì nè cô bác. Khoảng chừng đâu coi, khoảng chừng 4 tấc đi, 4 tấc một cặp, 4 tấc một cặp vô vậy nè. Chắc rồi buộc. Hồi ôi nãy giờ không có xé nữa, thôi kệ đi. Chơi sang luôn, mình biến xé luôn. Một cặp một cái bắt đầu mình xỏ chéo
Đó. Cái mình xỏ chéo ngược lại cái nữa để cho nó đừng có lệch qua phải, đừng lệch qua trái, cuộn chữ thập nó đó, cuộn cho nó cái giá vậy thôi, chứ vài bữa mà nó chịu tốt rồi đó cô. Ô, cái này nó đương qua cái kia nó đương qua cái nọ là nó cứng ngắc luôn. Tao từng trồng rồi mà. Lý thuyết và thực hành là có thực tập rồi đó nha. À, dễ quá mà. Vì chắc nhiều khi cái gì mà chưa từng làm á cô, mình làm mình cũng bối rối lắm chứ bộ. Nhưng mà có từng làm rồi nhiều khi nó cũng tự tin, mà tự tin quá thành ra nó nổ. Quên, mang cái mic trong cái túi quần lọt xuống dưới đây một cái không biết ăn nói làm sao được nha. Khóc ròng luôn, nó 2 triệu mấy đó. 2 triệu mấy của tớ đó là cả một gia tài đó. Nó có cái phao nè, cái phao này lợi hại lắm nha. Cái phao này mà nó không có ga rồi đó, có nghĩa là cái cây rau nhút mà nó ra mà cái dạng mà cái phao không có đó của tôi, nó ra cái thân không đó là giết rồi, nó chìm nghỉm rồi, bắt đầu nó thúi ở dưới của nó. Có cái phao này mới được, mà để có cái phao này của tôi là nó phải tốt, nó tốt nó mới ra phao là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nước nó phải sạch, thôi là nó đóng phao nó cũng thúi phao nữa. Rồi cái thứ ba nữa là mình phải có bèo, có bèo bèo để cho nó đỡ cái phao lên, không có bèo là cũng khó lắm nữa. Bèo này bèo cán hết trơn, bèo này nó nhỏ li ti thành ra người ta gọi là bèo cán. Rồi có bèo tay chuột, rồi có bèo tay tượng nữa. Cái này mình buộc cái cho nó ghé ghé, đừng có trôi thôi, không cần buộc chắc, buộc cho có thôi. Khoảng 4 tấc, 4 tấc một cặp, 4 tấc một cặp vậy đó. Ừ, cũng còn nhiều quá, hên quá. Sợ nhất là mấy cái rau nhút mà nó bị bệnh đó cô. Ở đây có một số cây nó đã bị bệnh rồi nè, có nghĩa là nó bị ung thư. Mấy cái rau nhút mà bị ung thư là khó sống lắm. Ở đây có một số cây bị rồi nè. Mua thuốc là mấy chục ngàn một bịch đó của tôi mà xịt xịt không lợi đó. Ở đợt mình trồng cũng vậy, bị một cái là bỏ hết trơn luôn, chẳng ai. Nhưng mà nó nếu mà nó không có bị thì nó cũng đỡ. Nếu mà nó chịu bị rồi cái là nó lây cây này, nó lây cây kia, kia lây cây nọ, dạng ung thư nó ăn lan hết cơ thể, thì cái cây rau nó cũng bị, còn nó lây tùm lum hết. Trời mưa nó dễ bị. Phải, bữa mới về đem trồng liền thì nó im hơn, cỡ này thì nó hơi xuống sắc. Tại vì người ta vận chuyển này kia cái bắt đầu cái nó dập đó cơ. Chứ cái này nếu như mà hái kỹ lưỡng ha, không có dập này kia đó, thì để nhiều khi mình để mình ngâm nước, giống như mình để ngâm nước vậy đó cô, là cả tuần vậy đó, không nhầm nho chứ. Còn này mình nói để 2 ngày hả, nhưng mà nó đã xuống lá nè, rồi nó dập này kia tùm lum chứ. Là cái khâu vận chuyển người ta nhét vô bọc đó cô, tại người ta để ra chợ là 1 bữa 2 bữa là ta bán ăn mất tiêu rồi, chứ đâu có ai mà để ở chợ đâu mấy bữa không biết. Nhưng mà tới khi mình mua đem về đây để thêm 2 bữa nữa. Lựa cái cặp nào cho nó tương xứng, có một cây tốt một cây xấu để cho cây này chết, còn cây kia nó lẽ mình cuột một cây ở ngay cái eo ở giữa cũng được nữa, nhưng mà không, mình cuột 2 cây thì nó nương nhau hơn. Chứ nếu mà tiết kiệm mà đất tốt này kia thì mình buộc một cây một rồi có cuộc ngay khoảng giữa, ví dụ như một dây vậy nè, nó mình bỏ khoảng giữa là buộc cái là xong.
Con này mình muốn cho nó dày dày chút xíu, mình buộc hai hai cọng luôn. Nó cô bác nào có cái ao lạng nhỏ nhỏ đâu ha, chồng thì vậy đó, cứ ra ngoài mà chợ cái có tôi rồi mua rau nhút về, mua vài bó vậy đó, rồi bắt đầu căng dây ở giữa cái xa xa cái mình chèn vô cái phao, thì chút xíu mình làm cô bác xem nha. Rồi mình đã từng trồng từng bán rồi đó, cũng số lượng nhiều đó, thành ra mình thấy vậy thì nó cũng rất là dễ thôi chứ không có gì khó chứ. Lâu lâu rồi cái thấy nó hơi xuống rồi cái bắt đầu cái mình mua phân, phân gì mình xịt, phân mà loại mà phân nước đó của nó, phân vi lượng này kia rồi đó, mình xịt cái là rồi xanh tươi lại liền. Sợ bệnh thôi, bệnh nó thì người ta xịt bằng Ridomingon. Quát ra mấy cái tiệm giặt tư nông nghiệp á, hỏi mua Ridomingon, gon là vàng, Ridomingon xịt vô. Còn cái thuốc nào mà cao cấp hơn, đặc trị hơn nữa thì mình không biết, nó mình xài chỉ có cái loại đó đó, xịt vô thì tương đối là nó cầm được cái bệnh này. Cái bệnh này là ghê gớm nhất đó. Nó có thể nó thúi rồi bắt đầu nó nhũng toàn bộ nguyên một cái ruộng rau nhút vậy, chứ không phải dừa đó mình trồng ngoài ruộng ha. Rồi bắt đầu là nó nhũng hết trơn luôn. Rồi đó mình trồng miếng đất bên kia là khoảng 2 công mấy đó, của trồng toàn bộ mà nó chịu nhũng rồi một cái ha, của cô lổm vậy nè, mà không có xịt thuốc là sạch bon luôn đó. Rồi, ở đây một dây thì mình được nhiều. Rồi cái dây này tạm thời đây, để mình cắt ngang đây là cũng được rồi. Kéo cắt ngang đây để chọn cái dây kia. Có cái cây nào cắm đỡ cái. Tội nghiệp nhỏ, chút thì đầy trơn nó mà không có đốn đi kiếm từng cái cây cắm. Con nghiệp nhỏ hết sức. Thôi bây giờ buông ra luôn đi, ở đây nó đâu có trôi ở đâu. Đây nghe coi, cục dài chút xíu cũng không đến, không có đến nổi. Dư dài dài thì để hồi cái đầu mình buộc cho nó xa bờ chút xíu, gần bờ quá ốc nó ăn hết. Cái dạng mà chấp chới ở giữa biển nó cũng đỡ. Mình mà để nó sát mé đó cô, nó ngồi sát mé đó cho nó dới dới lên nó ăn luôn. Còn xa xa thì nó đỡ được một chút. Ngoài này đi con, hồi trâu đi luôn mà. Đây đi, không biết trâu đi luôn không biết. Ồ, giống như cái bộ xương ha, có cái xương sườn nha, xương sườn nha. Cái gì chết tới cũng gá gá đây chứ, hồi nó trôi thiệt à. Rồi, chị đi. Ừ, có con bà chằn nữa nè, giục lên bờ để vô đây cá nó ăn luôn. Nhưng mà chơi đi con. Ngồi vô xử lý. Đủ vậy không biết. Ta đã quên kéo cái khẩu trang lên. Kéo khẩu trang xong nói chuyện. Ra ngoài nắng này một hồi là rồi, cái mặt nó nám nữa. Bảo vệ nhan sắc. Người ta nhan sắc nhiều á, người ta khỏi cần bảo vệ của bác ơi. Có nghĩa là đẹp rồi, xấu chút xíu cũng sao. Còn mình xấu sẵn rồi đó, mà nó còn xấu thêm chút xíu nào là nó tệ hơn chút đó nữa. Một cộng
con dê nó kêu mà tưởng con nít kêu. Kêu giống hệt cái tiếng con nít. Nhất là mấy con dê mới sinh đó nha, con dê này nó hơi bự bự rồi đó. Dê mới sinh nó kêu giống hệt như là con nít luôn. Lật đúng bề nha, để nó thúi, nó chìm sâu nó thúi, tại nó chưa có ấy mà, nó chưa có sức. Mình lật đúng cái bề bụng xuống nước, cái bề lưng lên trời, mình lật lộn cái nhiều khi nó chìm luôn. Con gấu nó đi theo nó bắt chuột. Thật sự cái này, mấy cái rau nhút này đó cô bác, nhiều khi mình thấy nó cũng rất là dễ bán luôn. Nếu cô bác nào có 1-2 công ruộng, ví dụ như cái miếng ruộng ở trước nhà mình đó là khoảng 3 công đó cô bác. Nếu mà mình không có phải mà ăn chay này kia rồi đó, bắt đầu mình xịt thuốc ốc hết, xịt thuốc ốc, diệt cá đồ hết đó cô bác. Ôi, rồi trồng cái này thấy cũng được lắm. Tại mình thấy cái này cũng dễ bán mà. Cũng tiền lắm chứ bộ. Rồi đó là mình trồng đâu khoảng 2 tháng rồi cô. 2 tháng mà cũng lãi được đâu 3-4 triệu, 4-5 triệu gì đó. Nếu như so với cái mức thu nhập của cô bác ở phố thị thì 1 tháng rồi cô bác làm chơi chơi thôi, làm công nhân thôi thì 1 tháng cũng cả chục triệu. Còn đây mà 2 tháng rồi cả 3-4 triệu thì cô bác chê ít. Nhưng mà thật sự không phải cô bác. Nó là cái việc phụ, cái đợt đó là mình làm phụ thêm thôi chứ không phải là cái việc chánh. Có nghĩa mình làm này làm kia rồi thêm làm nó đó thì nó là cái thu nhập phụ thêm. Có nghĩa mình làm này làm kia rồi bắt đầu cái mình thêm nó vô, thay vì mình làm này kia không rồi bắt đầu mình không có làm nó thì mình làm nó thêm. Là hồi đó là mình trồng là cái dạng mà trồng chơi chơi đó, chưa có thiệt tình đó. Chưa có đổ dồn hết tâm trí vô nó đó. Mà trồng này thật ra nó cũng không có đến nỗi cực lắm. Có nghĩa mình cắt, cắt xong rồi vũ bó lại là xong. Cắt vũ bó lại. Mà này cũng mau thôi. Làm chừng 2 tiếng đồng hồ. Cắt vũ bó chừng 2 tiếng đồng hồ xong. Nếu khoảng chừng ở đây thì người ta bán mình là khoảng 5.000 đồng một bó đó cô bác. 5.000, 4.000 bó. Hơn cái đó đó. Nếu như 100 bó thì 400.000. Vậy đó. Mà bó đâu có mấy cộng đâu cô bác ơi. Cái này nó nặng chị. Bó có mấy cộng hả? Bó 2, 4, 6, 8 cộng rồi cô bác ơi, bó có 8 cộng. 8 cộng bó đó. Mà 5.000. Có 8 cái đọt hả? 8 cái đọt đó, mà 5.000 đó. Cái này rau nhút không phải lúc nào cũng có đâu cô bác ơi. Mình đi chợ mình dòm ít khi có rau nhút lắm. Tại vì khó nhất là cái bệnh của nó đó. Cái bệnh của nó khó chữa lắm. Phải theo dõi suốt đó. Sơ ý cả là rồi đó. Sơ ý cái là nó nhũng, nó thúi chết queo chứ. Nhưng cái rau nhút này người ta bán mấy cái chợ gần gần là không đủ bán nữa. Thành ra người ta đâu có đem đi căng nhiều như mấy cái loại rau củ khác. Mấy loại cải này kia thì người ta đem chợ này chợ kia người ta căng tùm lum. Thành ra có thấy chợ nào cũng có. Còn cái này nội người ta bán vòng vòng không còn không đủ. Nó dễ trồng nhưng mà cũng khó, khó là cái bệnh của nó đó. Rồi ốc nữa, rồi cá này kia ăn nữa, nó con ốc bu vàng nó ăn dữ lắm luôn. Chứ người ta tính thay vì trồng rau nhút này, thì người ta trồng cái khác nó còn có lợi hơn nữa. Nó thu nhập còn cao hơn nữa giả sử gì. Thành ra mình thấy rau nhút này ở chợ mình thấy ít nè. Nhưng mà rau nhút này nấu canh ăn ngon lắm. Ăn chua rồi này kia đó hoặc là ăn sống đó cô bác.
mình cũng thích con nhút nữa lắm. Rồi cọng cuối cùng, cái này cục hơn cái kia luôn à. Vậy nó vậy cho nó mà chịu lên rồi đó, có câu nó chịu tốt rồi đó thì cái này dữ dằn đó. Sao mà nó cục nút gì nó chừng 3 thước hả, 3 thước mấy à? Rồi sau đây đại dương 3 thước mấy mà chơi hàng đôi gì rồi sao? Chắc chơi hàng đơn luôn á. Tính nó cũng dài dài chút xíu mà sao mà nó cục quá. Kiểu này chắc sát nhập lại luôn á. Chứ hàng đơn rồi nó như cái quần xà lõn giữa cái ao này rồi sao? Có nghĩa là nó cục nút có 1 khúc rồi còn nguyên cái ao dài sọc rồi gì sao? Chắc sát nhập lại luôn quá. Sát nhập vô liên minh NATO gì. Coi nè, khoan quên quên, để năng chất lượng cao lên chắc này quơ đi rồi nói nữa. Rồi một cái chân vô nó có câu nó cục nút nút hả, nó chưa tới 4 mét, 3 mét mấy hả, 3 mét mấy, 2 cái mới có 6 mét mấy hả, mà bây giờ mình để hàng đâu gì thì nó có 1 khúc của cái ao đó, nó có 1 khúc chút xíu từ bờ được kia lại có 1 khúc gì sao. Thôi giờ sát nhập lại luôn đi, có nghĩa là kéo dài nó ra luôn giữa ao. Chứ sao vậy? Cho nó dài được chút nữa, ao thì chắc nó được chừng tới đây là hết rồi, còn ở đây dài ở đây thăm thẳm nữa. Còn nếu như mình để hàng đôi như cái này thì nó còn cục nữa, nó được con khúc này kia kéo ra đây được con khúc chút xíu à. Rồi thành ra thôi bây giờ giờ kéo cho nó ấy lên đi, giờ để cái máy lần này đi của cô mới quay toàn cảnh được nha. Kéo đi đi sát nhập rồi đi, không xong rồi đại dương rồi. Tôi thấy cái tình hình này nó nó ít quá rồi. Năm bó đó mà không có nhiêu chân ta. Nếu như mình cuột từng cọng nó có thôi thì nó dài ra gấp đôi nữa. Là có thể là nếu như mình căng hàng đơn gì là từ đây là dài đẳng tới luôn đó. Mà cộng đơn thì nó ít quá. Để mình quay gần có sang cái nữa nè. À, mình cuột đôi vậy nè. À, thấy nè, cuột đôi vậy nè. Cuột ở đây, chéo qua đây. Rồi bắt đầu cuộc đầy chéo qua đây là để cho nó không có nghiêng qua nghiêng lại đó, nó ở khoảng giữa đó nè, mình tuột tới tuột lui được nè, nó hơi có cái độ ít chút đỉnh vậy thôi. Và nó khoảng 4 tấc đó cô bác, không tới 4 tấc, còn có cái thì tới 4 tấc thì tương tự vậy thôi. Nếu nãy mình cuộc cái cọng đơn có nghĩa là cái cọng này từ đây tới đây ha, là mình đưa cái này khoảng giữa, như cái này nó nhũng thúi nè cô bác, nhũng thúi nè, cuộc khoảng giữa cọng dây một cọng một cọng một. À, còn cái này cuộc đôi thì nó mau tốt hơn. Được cái này mắc cái kia đó, nó là gì đó. Rồi, con mình trồng luôn nhất. Nghe, cái này trồng vui, trồng chơi vậy đó. Chứ tôi sợ nó cũng không nên thân quá. Ốc quá, ốc mà. Không mà kệ, được thì tốt, không được thì thôi. Tốn... 25.000 cũng ít rồi. Để đây cho nó mát của con hơi xa chút xíu, nhưng mà được một cái nó mát cái máy của mình. Để đằng kia là bắt đầu làm cháy cái máy này luôn. Mút lên xíu à. Mình có thể ăn gian mình zoom chút. Zoom chút nó đi. Zoom quá thì cái hình nó xấu quắc rồi có không. Không có zoom có không. Zoom cái là sai lầm luôn, zoom nữa nó ra hộp không, nhích lên này nè. Này nó cũng còn chỗ mắt nát nữa nè. Vừa có lõm nè. Rồi ôi cái nữa ngã cái văng xuống địa mà chết lớn nè. Không biết sao bây giờ đây. Khổ hết chứ. Dầm, dầm câu cắt nó xuống. Rồi con chó nó cả cái là khóc gồng nữa nha. Nhả zoom hết đi. Cái zoom là nhiều khi là sai lầm. Rồi. Qua trái xíu rồi. Rồi. Chắc này tới đi là đẳng. Ủa đi là đẳng là đi mép bên này thì phải nhích qua đây chứ. Đó. Rồi. Bấm ngừng cái có câu hạ chất lượng thấp xuống. Rồi có rồi. Được chưa? Nhích qua xíu nữa đi. Xuống xíu nữa đi. Rồi. Được chưa?
tại cái máy để cố định nó khác với cái máy mình cầm đi. Cái máy mình cầm đi là nó có chuyển động là nó có gió nó giải nhiệt được, còn mình để cố định một chỗ nó nóng dữ lắm luôn. Bây giờ tớ sẽ kéo đi, trước tiên tớ phải nối nó lại với nhau cái tạ. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém thành kỷ niệm. Phai nắng con đường xưa những chiều hèn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Chiều mưa năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì thương rồi. Rồi xong nha, chắc là kéo đi. Ủa quên, còn mở cái đằng này nữa cô bác ơi. Cũng giống như là cái xuồng cái ghe vậy đó, nhiều khi quên cái bắt đầu cái xuống chấm miết chấm miết, ai dè cọng dây chưa mở. Có nhiều khi có chấm miết chấm miết, cái bắt đầu cọng dây chưa mở đó, nó giật lên một cái rồi nhảy xong luôn. Cái đó là chuyện thường tình ở huyện đó, đó cũng từng bị rồi luôn. Rồi bây giờ lên kia cắm một cái, đằng này cắm một cái là xong, thiệt là quá dễ đi mà. Cái này ốc không à, phải đi chậm chậm mới được, nó cắt đứt cái chân. Hồi ôi cái mic, hồi ôi cái mic muốn vuột rồi, chút xíu nữa lọt chứ là chết lớn à, lỗ à. Chồng có 25.000 mà lỗ 2.200.000. Kéo cái này giống như kéo cái bộ xương đi, làm cái gút ở đây đi, cái mình sọt vô cái là xong. Oh yeah. Hồi ôi ốc gì đâu mà nghe con ở trên mé, nghi ngờ quá. Người ta nói có làm thì mới có ăn, đương không ai lại đem phần đến cho. Còn cái này có làm nhưng mà tớ nghi không có ăn quá. Chồng ở giữa trời vậy nè, vài bữa mà nó chịu tốt rồi tớ đem cái phao vô đây, cái tớ ngồi trên cái phao cái nắp thùng à. Chết rồi, chưa có căng, chưa có bỏ mấy cái chai độn lên nữa. Thôi để nữa, đem cái phao vô đây đi rồi làm. Bữa nay vậy thôi, làm màu mè vậy thôi. Nó phao độn lên mới được quá, để cho nó nổi cao lên tiếp với mấy cái này. Tại vì nó ngấm nước, cái từ từ nó nặng, cái nó chìm xuống. Tại nó mất sức á. Chứ cái cây rau nhút mà nó có sức rồi đó, hồi mới đây mà có con ốc nó đeo lên cây nè, rau nhút nó có sức rồi đó, nó ra phao rồi đó thì nó nổi đình phình vậy. Rồi kéo nhẹ nhàng thôi, thôi nó tuột dây nữa. Để mẹ về nước tuột nuột dây, trời xa mưa giông u buồn, con bãi đứa đò cũng chạnh lòng, bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Còn giữa ao chưa ra nữa lúc. Cái này nước mưa lên xuống nữa, bởi vì phải buộc cái phao mới được. Phao là nước lên nó lên theo. Ở đây là nước khoảng ngang đầu gối của mình, nó là khoảng 5 tấc 6 tấc gì đó. Im quá ha. Cái này mà mua thêm 5 bó nữa, có mốt gặp mua thêm 5 6 bó nữa coi. Mà chưa để cậu tình hình ra sao cái đã. Để mua rồi cái bắt đầu cái này. Cái này bỏ rồi mua thêm bỏ nữa. Đẹp trai đẹp gái rồi đó. Xong rồi đó, ta rửa đồ cái cây.
Vậy cái bữa nay tớ cũng có bộ phim rồi đó chứ. Thật sự muốn quay phim nó dễ còn chết luôn, nhưng mà ngặt cái quay tầm bậy tầm bạ quá không thèm coi. Chứ quay thì nó dễ còn chết. Cái mỏ nhọn nhọn chút xíu là có bộ phim. Vậy hồi vô rửa tiếp. Cái này vô, cái này vô, cái này vô. Rồi. Mấy cái bụi con tra mình trồng xung quanh cái chòi của mình nó tốt quá. Nó tốt. Thôi ngừng cái có câu chuyện chất lượng. Rồi. Con tra trồng xung quanh cái chòi của mình. Ô dừa. Ô con chim kìa. Con chim nó nhảy lung tung cho anh kìa. Đó, thấy con chim không ta? Mình zoom lên có xem con chim nha. Nhiều khi zoom lên rồi nó bay đi mất tiêu rồi. Còn kìa, còn kìa. Con chim sâu á. Nhưng không biết tụi quay chúng hay không, xa quá. Cái màn hình này nó quá nhỏ rồi. Nhiều khi nhìn không được. Con chè. Con này là lan. Lan cũng mong nhóc chân trong đó. Nhưng mà nó tiệp màu, nhiều khi có không thấy nha. Để mình zoom lên. Thấy không ta? Con gì đi, tượng trưng đi. Cái này trời mưa nó cũng tốt. Gà rễ nè. Rồi, bên ngoài. Ở bên trong, con cha. Bên ngoài. Cái này là lan nắng đó của. Lan nắng này mấy trăm ngàn chậu đó. Nó mắc hơn mấy cái đan rô thường vậy đó. Cộng dài dài bự bự thôi. À. Cầu nhúc của mình nè, để zoom lên cô bác xem nha. Thành phẩm. Ghê chưa, ghê chưa. Khoảng 5-6 mét rồi, mắc ối hết sức luôn. Cái này đáng lẽ trồng ba hàng đó cô, con hàng giữa, hai hàng hai bên đó, im ha. Tại cái ao này bề ngang cũng rộng quá nè, bề ngang khoảng 6-7 mét á. Nhưng mà dài dài vô trong thì nó nhỏ hơn. Tại cái ao này là cái ao lạng chứ không phải là cái ao nguyên thủy của nó, có nghĩa là đó, ở đây là cái ao sâu của nó. Nhưng mà phá cái bờ ở bên đây, ở đây hồi đó có cái bờ ở giữa nè, thành ra là cái ao này bây giờ là cả mười mấy 20 mét bề ngang đó của nó. Hồi đó có một cái bờ ở giữa nữa, nhưng mà phá cái bờ để hai ao gộp lại thành một ao, với cái bờ thành cái ao luôn, là giống như ba cái ao nhỏ gom lại, là tại vì hai ao hai bên ở giữa là cái bờ nữa. Mà giờ phá cái bờ thành ao luôn, là giống như ba ao gộp lại một, thành ra cái ao này rộng lắm. Rồi bắt đầu mới dục đất của nguyên một cái bờ đó qua cái ao bên này. Kể tiểu sử thì bây giờ nó mới ra vậy đó. Chàng quá sát chàng ha. Bông quá sao bông luôn của. Ủa, bông dữ dằn bông. Nhưng mà chàng này chàng thường nha. Bông nó khác với mấy cái trang Mỹ Hồng đồ bên kia. Còn xung quanh cái chòi của mình đó, còn ở dưới nè. Chim kêu dựng hót quá sáng luôn ha. À. Quay ngang thì thấy nó cũng dài dài nhiều nhiều, nhưng mà quay xuôi thấy nó có chút béo bèo. Ở bên ngoài nữa, ở đây là cây dừa BD cô bác ơi. Cây dừa gì đâu mà nó phát gầu hết sức nguyên một cây rồi cô bác thấy buồn nhóc trơn mình. Nó cuối cùng nó chỉ đậu được một trái một thôi. Em zoom lên cô bác xem. Nó có sách mắt có trứng. Kế bên nó là mấy cái cây kia là trái dữ dằn luôn. Cây kia rồi đó cô bác. Mà lâu lâu cũng có một hai cây BD vậy đó. Con gấu nó bắt chuột. Thôi cò bay. Mấy cây bên này rồi nè. Cô bác thấy nè, trái nè. Mà nó thì nó BD. Rồi ở đây có bắp chuối nè. Ở đây thì cây dừa này đó là bị đuông ăn chết, nó trồng lại. Đây là bắp chuối nè cô bác, bắp chuối đó, chuối ngự đó. Ở đây là vườn chuối già khăn luôn rồi kìa. Ở đây có cái bắp chuối nữa nè. Vườn chuối già khăn ở ngoài kia rảnh đốn luôn. Đây bắt đầu cái nó lên ấy tùm lum, nó chín tùm lum. Zoom lên cô bác xem nè. Đang thui rồi đó. À, phía dưới ao.
cắm cách xa bờ chút xíu để sợ mấy con ốc nó ăn, zoom lên nha. Để chiều mình dục cái phao vô rồi bắt đầu cái cuột thêm mấy cái chai. Mấy cái chai mình cuột đôi lại cô bác. Cái mình độn ngang cọng dây là nó phịch cái cọng dây lên. Cuột đôi lại cái sọt ngang cái cọng dây là nó phịch cái cọng dây lên. Đó. Còn nếu cần thiết đó, thì mình quấn ngang một vòng nữa. Là khi mà nước lên thì nó nổi cái dây lên theo. Còn nước xuống thì nó chìm cái dây xuống theo cái phao là cái chai của mình đó cô bác. Còn nếu như cái cọng dây này không á, thì vài bữa cọng dây này nó dính sình này kia có bắt đầu cái nó nặng cái nó chìm luôn à, phải có cái phao để nó đỡ tiếp cái mấy cái rau nhút này của mình. Còn nếu như mà không có phao á, thì nhiều khi nó cũng dở, rau nhút nó bị bệnh này kia cái bắt đầu nó chìm xuống không có gì chịu lại tiếp nữa. Đó. Cái là cái phần cái phao, nếu quay thêm cái phao nữa thì nó dài quá, thành ra mình chỉ tưởng tượng thôi, tại vì mình còn vô mình lấy mấy cái phao để mình bỏ xuống mình hả, là mình quay luôn để cho cô bác thấy được mình làm sao ta. Chứ nhiều khi chú bác chưa có từng trồng rồi cái không biết để như thế nào. Cô bác nào từng trồng hoặc là biết rồi thì nó dễ rồi, còn nếu giả sử như lần đầu tiên cô bác trồng rau nhút thì nhiều khi nó cũng bối rối đó, chứ không phải chuyện chơi. Thôi lỡ là mình làm trọn bộ luôn để cô bác xem, cũng như mình không có biết cái gì đó cô bác ơi. Cho bắt đầu cái mình lên mạng mình coi cô bác làm sao cái mình bắt trước mọi ngặt cái cô bác chỉ nói không mà không có làm, cái nhiều khi mình hình dung không ra, cái thành ra mình cũng lấy cái tâm trạng mình là cái người không biết vậy đó. Cái bắt đầu cái mình quay tận tình thôi cô bác, ví dụ như mình đi quay chỗ này chỗ kia rồi là mình cũng quay tận tình, là mình đặt mình là cái người không biết, còn cái người mà biết rồi cô bác ơi, người ta vô người ta chửi hoài cái gì đó. Phải đặt mình là người ta mới được. Cái hoa này vẫn đẹp của con hồi nãy đẹp, chắc này vô vẫn đẹp như xưa. Ủa hình như mình chưa nhả zoom hết hay gì. Hồi rồi phải rồi của con ơi. Nãy giờ không có nhả zoom quay tàu lao không. Chết rồi. Hư khúc phim à. Dẹp mấy cái này ra rồi làm mấy cái phao của coi nha. Một chừa mấy con dây này để làm phao luôn. Ở đó thì khoảng 6 mét thì làm khoảng chừng 3 cặp phao thôi, nhưng mà mình ít vậy thì thôi làm nhiều phao luôn đi, tại vì nhiều thì mình sợ không có phao để làm, còn ít thì làm càng nhiều càng tốt. Qua cái kho dây chai này thì thiếu gì, chai nhóc hết chai nè, tam thái tử chai nước mắm, tam thái tử nhóc hết. Cái này là bên cái khu dê chai đó, khu dê chai chai nhóc thịt trên chai nè, mà cũng không cần cái chai lớn dữ vậy đâu, mình kiếm cái chai nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lấy đi rồi bắt đầu mình tiễn lửa lại cái chai nhỏ nhỏ cho nó gọn, tại mình trồng nhỏ lẻ mà. Cái chai cỡ này thôi, chai bự nhìn ghê quá, cho nó gọn ghẻ. Mấy chai bít nhỏ nhỏ nè, khoảng 6 chai hoặc 8 chai thôi. Mấy chai bự không, chai nhỏ nhỏ này đi, chai Aquapina này đi, Aquapina này nè. Mấy cái kia thì mình bỏ lại. Cái này dùng phương pháp loại trừ, hồi đó tớ cũng có đi học chứ bộ. Chứ nhiều quá cái mình không có biết mình phải chọn cái nào, quá cái mình loại trừ ra, mình thấy cái nào không cần thiết nhất cái mình loại trừ ra cái từ từ nó ra. Một nè, hai nè, ba nè, nhỏ nhỏ vậy thôi cho nó gọn. Bốn nè, năm nè, này hơi bự rồi. Sáu nè, bảy nè, tám rồi loại trừ vậy đó. Rồi trừ cái mình tiễn lại còn ít dễ tiễn. Lúc nước để trời mưa cái bắt đầu có lần quăng. Đây còn chai Aquapina nữa nè. Cái chai này dài dài bỏ ra đi. Rồi giờ này ta sẽ buộc lại cho cô bác xem nha. Giờ đặt cái máy xuống đôi tay đi ha, được không?
cúp xuống rồi tranh xấu sáng tranh tối gì không được, quá cho nó vô tối không mới được, để nửa sáng nửa tối rồi nó không có phân biệt được cái độ sáng bao nhiêu á, thành nhiều khi là nó chặt ra xíu. Thì cô bác nhìn cái hũ đây, cái hũ đó hũ đựng muối đó. Bể luôn rồi kìa, sao bể luôn rồi kìa. Rồi bây giờ làm gì để coi thấy trúng chỗ chưa cái đã. Rồi trúng rồi cô bác, bây giờ làm gì đi ha, hũ ra luôn đi cho nó dễ. Mặt cái quần, cái quần cục rồi phải ngồi ngang thì cho nó lịch sự. Rồi à, một cặp này, một cặp cái này, một cặp rồi, cái này da đen da trắng xin con da nâu. Xả hơi ra đồ ngon lành hết, bịt kín là nha cô, để nó vô nước cái là kỳ lắm. Nó mớp thì thấy lại cho nó đẹp trai đẹp gái rồi kìa. Dặn kính lại, cái dẹp dẹp này xì cho nó hơi vô, dặn cứng lại để nó vô nước. Làm giải thích thì lâu, chứ thực sự làm có chút xíu hả? Đã làm quên xin thì nó lâu gì đó. Cái này thì không cần kỹ lưỡng chứ có coi sao mà cuột cho nó dính với nhau là được hả? Cuột chết bỏ rồi, cuột chết bỏ đi. Cái này đâu có xài gì nữa, cái chai này bán ve chai thôi, đáng lẽ đốt bỏ rồi nó có tôi cho nó gọn. Cái này cũng có mấy ngàn bạc đâu, nhưng mà mình thấy nó, ít ra mình cũng bán được chút xíu tiền để bỏ không nó phí của vợ. Mình buộc cái gì nó có tôi chừa một cái khoảng cục cục khoảng chừng 2-3 phân vậy đó, để mình có hoàng qua cổng dây hay gì thì mình hoàng hoàng qua cái cổng dây đâu nhúc á thì hoàng với nó có cái độ hở vậy đó, để mình treo rồi nó cũng dễ. Chuyện gì nè cô á, có độ hở khoảng chừng 2 lóng tay vậy nè, để cho nữa mình có quấn ngang cọng dây kia thì quấn, quấn ngang cọng dây kia đó. Còn buộc sát thì nó hơi khó buộc, chỉ được khoảng 2-3 phân vậy đó, rồi được một cặp, dễ quá mà. Cô bác muốn chắc lâu bền thì cô bác buộc bằng dây găng. Con này mình làm biến lấy cọng dây này buộc luôn. Dây này thì ra nắng thì nó dở, nhưng mà cái này thì mình để dưới nước mà, thành ra nó cũng lâu hư. Dây này xuống nước lâu hư lắm, nhưng mà ra nắng là khoảng chừng tháng là nó một cái. Dây lông bè, chỗ mình kêu bằng dây lông bè, không biết chỗ của bác kêu bằng cái cọng gì không. Cái này ngày xưa là chủ yếu là để buộc bao lúa, tới mùa cắt lúa là mua mấy cái cuộn dây này nè. Cuộn bà xí bà tó gì đi, này thì nó cũng không quan trọng gì lắm, sao cho nó nổi lên thôi. Nhưng mà làm có mỹ thuật một chút đó thì coi nó đẹp. Cũng một cách làm đó cô bác ơi, mà có người làm sản phẩm ra đẹp, người làm sản phẩm ra xấu quá. Cũng may cái áo một kiểu đó cô bác ơi, nhưng mà người may đẹp người may xấu, cái đường chỉ nó đều, cái người may đường chỉ nó khi thưa khi dày, may lỗi gì đó giả sử vậy. Tùy vào cái người thợ khéo tay nữa. Con này mình làm bà xí bà tó gì nhìn hồi cũng mất tướng, nhưng mà mình làm cái gì thì cũng đặt cái mỹ thuật lên một phần thôi, thì khi mình làm ra cái sản phẩm thì ít bị người ta chê thì mình cũng bị ít bị ức chế tâm lý. Rồi xong rồi đó, dễ không? Bây giờ tới đi dẹp cái đống này, tôi nhét cái cuộc hồi vô nãy giờ cái cọng dây dư quên cắt. Các thành viên nguyên trả về vị trí cũ để kéo này.
Ta 80 cái kéo mà kéo thương binh liệt sĩ hả? Cái này làm cái gút để máng nó vô kìa, cho nó dễ. Cái máng đây. Rồi. Không chưa? Cái này tới đi. Bây giờ bỏ cái thao đây đi, xách mấy cái tay thôi cho nó gọn. Rồi còn chở vô xách cái phao nữa. Cái phao đó thì xách một tay xách không nổi được quá thôi, hai tay mà xách còn đuối á. Cái này cái thao này để vô. Đi đi. Cái phao kia là phải để cái máy quay ở đây. Ở ngoài rồi bắt đầu là mình xách. Hộp thu vừa trái cái cưng. Lỡ rồi zoom cái nữa thay đổi không khí. Trái dữ dằn. Trái mà tới sợ cái cây dừa này nó ngã xuống ao luôn. Nó cong vòng xuống ao kìa cô. Nhưng mà anh thấy vậy chứ nó không ngã đâu. Cây dừa mà muốn ngã cây dừa đó của cô là cũng phải dữ dằn lắm. Tại cái bộ rễ nó ghê gớm lắm. Bộ rễ của nó là ăn cả chục thước rồi cô. Nếu như mình trồng cây dừa ở đây ha, thì tuốt bên kia mình đào cũng có rễ dừa đó, ăn xa dữ lắm luôn. Mình trồng dừa rồi đó cô bác ơi, đất nó bị lão quá hết trơn. Trồng lại những cây khác thì cũng hơi khó đó. Bác dòm nè, rễ nè, nó mọc đầy đường hết trơn. Rồi, ở đây nha. Để mấy cái phao đây đi. Bên này đi. Rồi giật này, tới đi vô, tới lấy cái phao. Tôi đặt cái máy này đi để cô thấy mình vác cái phao để ra nha. Chưa, ôi ôi rồi quên lộn, móc lên phía đây một xíu rồi hạ xuống xíu, bấm ngừng cái hạ chất lượng thấp xuống. Ôi cô ơi, chỗ này nắng chang chang luôn, chắc chết cái máy mình quá. Xích xuống đây một xíu à. Nóng quá, ăn chịu không nổi. Úi cái chân xuống bước à. Tôi sợ nó ngã xuống dưới ao. Rồi, được chưa? Tạm gì đi, cái máy cũng gần hết pin rồi, còn có hai mấy 30% à. Rồi, nó đi nha, cao lên xíu đi cô. Rồi. Ở đây tổng chừng 150 mét. Tại mình đi đường vòng, đi qua bên kia mới lấy. Còn ở ngoài này đi vô thì hồi cái gì à? Tưởng ngã cái máy rồi. Ở ngoài đó đi vô đây thì khoảng chừng 100 mét thôi. Nhưng mà để túi bên kia rồi. Giờ làm sao nè, xuống đó rồi làm sao mà dám đem cái máy quay theo đây nè. Nó nặng như con voi vậy, cái miếng đó gần 40 kg đó cô. Quyết định rồi. Tại trong là nó mướp. Nó mướp mà cái nắp đó là nắp của cái thùng thái đó cô, cái thùng này nè.
cái thùng Thái nữa cơ. Còn bây giờ đa số người ta bán cái thùng Việt Nam với thùng Trung Quốc không à, nó không có tốt mà cái thùng này. Nên nó làm dày dặn dữ lắm luôn. Giờ cái nắp của nó cô bác là ở trong này nè, ở bên trong cái lớp mũ vậy nè ha, là bằng mướp không rồi cô bác. Mướp xốp á, khi mà lâu năm rồi đó cô bác ơi, nó ngấm nước vô trong này rồi đó, tại ở trong á nó có này kia rồi đó, cái bắt đầu nó ngấm nước vô, bắt đầu nó nông nước ở trong luôn, thành ra nó nặng như trâu bò. Hồi mới á, thì nó cũng tương đối nhẹ nhẹ, nhưng mà lâu rồi nó nặng nước lắm luôn. Bây giờ hy sinh nha, tại vì cái khâu này mà không quay cận cảnh thì không được, thành ra đem cái máy luôn, có lỡ gì là 2-3 tháng lương của mình là đi luôn. Nè, bây giờ kiếm cái cây trống nữa, giờ là hy sinh luôn. Giờ cái cây đâu mà trống đây nè. Cái cây nè, có cái cây rồi nè. Cái cây luôn, không cắm đèn nè. Tăng dụng đi. Ngộ biến phải tuần quyền. Mình sử dụng tất cả mọi thứ để mình có thể mình phục vụ cái nhu cầu của mình hiện tại, chứ khỏi cần sắp xếp bài trí gì trước chân thì cái đó nó mới thực tế. Rồi đây, đây. Rồi, cái chấm này nha, cái này là một cái đơn nha cô á, còn những cái đôi nữa. Hồi ơi sao có con ruồi đây nữa, lên đi ông, hồi thích queo bây giờ đây nè. Cái này là miếng đơn nha cô á, mình nó tổng còn 2 miếng đôi nữa là mình tới 3 miếng rồi. Cái miếng đơn này thì nó mong manh dữ lắm nha, hồi ơi. Cái miếng đơn này thì nó chịu vừa đủ của một cái người ngồi thôi, có thể nó chìm bất cứ lúc nào luôn đó. Hồi ơi cô bác dợp nè, cái này nhỏ con ốm yếu đó, chứ ú cái là cũng khó à. Bây giờ là đầu tiên là để 2 đầu 2 miếng, hồi ơi nó muốn chìm à. Nó chìm thì nó không chìm, nhưng mà nó lắc lư cái kiểu mình nó gãy. Quá ơi, dù sao cũng phải bảo vệ cái máy quay phim nha. Tôi phải bảo vệ cái máy quay phim này. Đó, mình luồn ngang vậy nè cô bác, mình luồn ngang cọng dây vậy nè. Đó, vậy là xong. Mà cô bác sợ trượt ha, thì mình quấn ngang nó, luồn ngang cái nữa, rồi là hết trượt nha cô bác. Cái này nước lên nó lên theo, nước xuống nó xuống theo, đó vậy đó, dễ rồi ha. Nhưng mà hoặc cái này phải quay cận cảnh mới thấy được gì, còn để xa thì nó hơi khó thấy. Mình bắt buộc phải đem cái máy của xin theo là gì đó. Rồi ở đầu này một cái, ở đầu kia một cái, rồi bắt đầu mình trang ở giữa 2 cái, cho đơn lẽ 4-5 thước một cái là được rồi, có tư là nó đủ nổi rồi. Nhưng mà tại vì mình ở đây mình ít, thành ra mình chơi sang luôn, đơn giản vậy đó. Nhưng mà mỗi cái cũng là một cái kinh nghiệm đó cô bác ơi, chứ không phải dễ đâu. Hồi đầu á đâu có biết trời chăng vậy đâu, còn bây giờ thì thấy nó dễ dàng chứ. Nhưng mà với những cô bác mà chưa từng làm mấy cái này á, nhiều khi nó thiệt chứ cô bác, mình không biết độn sao luôn chứ đừng nói gì. Mình lòn nó qua gì nè cô bác là được nè ha. Nhưng mà mình muốn chắc ăn cái nữa, mình sợ nó chạy tới chạy lui nè kia, thì lòn ngang cái nữa nè, cùng lắm là lòn thêm cái nữa, giả sử gì đó là nó đã gấp chạch rồi, nó nảy vô đây nó gấp chạch rồi. Là khi nước lên nó lên theo, ví dụ như trời mưa nước lên thì cái chai này nó nổi lên theo, rồi nước xuống giật xuống thì cái chai nảy xuống theo. Và cái cọng dây này khi nó ngấm nước này kia thì nó không bị chìm xuống thôi á, chứ mấy cọng dây này ngấm nước rồi nó cũng nặng là nó sẽ chìm xuống đó. Rồi đi đi, dù sao cũng được, miễn cho cái cọng dây này mà nó nổi phịch lên không có bị chìm xuống là thành công đó. Ôi ôi, nước này cô bác ơi, này đi tặng bắt cướp nước rất ngồi đây nói không dám thở thì nó dốc chứ không chìm. Mấy cái này nó thúi rồi nè cô bác, mấy cái này hơi khó sống rồi đó, có cái thì nó còn tốt. Này cái
tới trồng tới làm màu tới quay phim thôi. Còn cái vụ mình nó sống thì mừng, còn không sống thì biết làm sao giờ. Đi chợ thấy mấy cái này im quá, mấy cái bèo cám nè, có bèo cám nè, bèo cám nè, sợ ốc ăn nè. Nhưng ốc không ăn thì nó dễ, còn bệnh nữa, có nó còn bệnh nữa. Gâu nhút này nó có bệnh nè, cái hồi nãy có bệnh đó, cái này thì nó ít bệnh nè, cái này thì nó không bệnh. Mà cái bó hồi nãy bệnh này là không phải là bệnh hết đâu nghe, có nó bệnh là có lỗ rồi. Ví dụ như cô bác trồng điều một ao này ha, nó có bệnh khoảng chừng 1-2 cọng đó, cái bắt đầu nó lan từ 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 không ra, nó lan như một lỗ gì đó, chứ không phải là nó bệnh cái nó bệnh hết trơn, nó không phải gì, nó bệnh có lỗ giống như mình trồng lúa mà bị ung thư cái nó chết lỗ rồi cô bác, không phải là nó bị hết. Thành ra cái bó hồi nãy là cái chỗ bị bệnh đó, tại vì gâu nhút mình mua về đó là mình chắc điều ra, thành ra nó đâu có bị mà cái bó này đè lên bó kia mà nó bị, nó bị thối. Rồi cái này là nó bị bệnh á. Rồi. Này. Đây. Rồi xong. Dễ quá. Có gì cho nãy giờ tới quay trúng hay không cô cũng không biết nữa, tại vì ngồi dưới đây mất mất giữ thăng bằng. Rồi vậy đi. 3721 vậy đi. Trời ơi. Rồi không biết lội xuống cái này dám đứng nó sợ. Cái gì chứ lính hải quân mà xuống nước được chứ. Rồi. Này là chắc này đưa cái này vô cái chỗ mát mát quá coi để nó hư. Xuống cái giàn lan này đi. Ồ. Chắc này. Rồi. Vừa tắm rồi. Đứng là phải giữ trọng tâm cho nó đều cái miếng này cô bác ơi, hơi chuối ngón chân lên trước, chuối ngón chân lên sau là nó chịu. Nguy hiểm quá. Cái này chìm nó thì nó không lúc sâu, nhưng mà ngặt cái chìm cái sợ mình quýnh quá quơ cái nó văng cái máy quay đi, té mà đâu có làm chủ được bản thân. Cái cây ta cắm đây đi. Ghê, máng vô đây cái máng vô cái cây này đi. Rồi cho nó chui xuống vườn lan nó đi để nó núp. Cái này để dưới nước thì nó không hư đâu á, nhưng mà ngặt cái trời nắng nó sợ nắng, mũ mà mũ thì nó sợ lắm. Rồi vậy là tới xong rồi đó, bây giờ tới zoom lên cô bác xem nha. Đó, đẹp chưa. À. Đằng đây quay ngược đẳng thì thấy cái khoảng này thưa, nhưng mà đẳng quay ngược đây thì thấy cái khoảng đẳng thưa đó. Rồi đằng này lại đẳng quay ngược lại cái nữa. Ồ con chàng tốt hết hồn ha. Xung quanh cái chậu của mình nè, vừa luôn vừa luôn. Rồi sắp hết phim rồi đó. Hoa vẫn nở trên đường em qua, ôi quê hương đẹp quá. Cái gì chứ, tao cũng xong buổi sáng rồi đó. Sáng làm mấy cái kia lặt vặt, rồi xoay qua mới làm cái này, rồi vô nấu cơm, rồi chiều là đi bứng chuối trồng. Ở bên đây là cái khu của mình giải tỏa nè, của giải tỏa sạch sẽ đó. Còn ở ngoài đồng ruộng nè, cái này là B40. Xây tường lên 8 tấc và kéo bùng B40 thêm 1m4 nữa cô. 5m là một trụ đá. Rào giáp hết khu khu vực xung quanh. Tại bây giờ mình mở ra đó, chứ ở trong này đó là cũng có tường ấy rồi. Nói chung là khu này khu quy hoạch chắc chắn lắm cô. Đá nè, 5m là trồng cái trụ đá cao 1m8. Và lưới thì 1m4, tường thì 8 tấc. Cái trụ đá này thì nó không có lúc lưới rồi cô, nhưng mà nó để giữ cái lưới B40 nè. Cái này mấy cái dây cỏ rồi nó bám nó mình xịt rồi đó. Này là khu chăn nuôi của ngày xưa, làm kiên cố gì để chống trộm, nhưng mà cũng trộm cô bác không. Dòng mình canh nó suốt năm mà nó canh mình còn kỹ hơn nữa, thành ra nhiều khi mình hơi hãy chút xíu là nó vô nó trộm cắp à, thành ra cũng khó lắm. Bây giờ không có làm gì là khỏe nhất. Rồi này nó xây ngược lại đằng kia. Ngồi thấp xuống coi. Mm-hmm.
Con dài lắm, mới có nửa ao à, nửa ao lại cái vàng lan à. Để thấy mà nó tốt tốt mà ốc nó ít ăn nó có thôi thì mua thêm khoảng 7 bó nữa. Còn 7 bó nữa là thúc cái này xích này lại nữa. Thì đó lại đây là khoảng 2 mét rưỡi luôn cô. Nó xa. Rồi bắt đầu cái mình dài lên kia cái nữa, nhưng mà để coi tình hình ra sao cái đã. Chứ tôi thấy là chắc 1-2 bữa là chắc mấy con ốc nó ăn hết trơn. Nhưng mà vì thấy nó có bèo luôn nè, mấy cái bèo nè cô bác ơi, nếu mà cá không ăn á, là mấy cái bèo này vài bữa là cái ao này bèo cứng ngắc luôn. Chỉ cần một nhúm nhỏ này thôi là nó dữ dằn luôn. Nhưng mà để coi tình hình ra sao, để coi tình hình thực tế nó ra sao rồi mình mới biết chính xác nè. Trong vòng khoảng chừng 3 ngày thôi là mình biết được thực tế rồi. Có thể là nay mơi hay gì là ra coi là nó trụi lủi hết trơn, mấy con cá nó dễ ăn trơn, hoặc là mấy con ốc nó dễ ăn trơn là rồi đó. Để coi tình hình ra sao, cá nhóc trơn nữa. Tại vì mấy con cá này cá thiên nhiên từ ngoài nó vô, nhưng mà cái bọng này thì mình đã bít lại luôn rồi, nước không còn ra vô nữa, nhưng mà nước nó ngấm vào, nước mưa này kia rồi đó. Thành ra nước ở ngoài bao nhiêu thì nước ở trong này bấy nhiêu đó. Rồi cái bắt đầu hồi đó có cá đồ nó tự sinh sôi này kia trong này đó. Cái mùa khô thì mình lấy motor mình bơm nước vô cho nó sống. Thành ra bây giờ cá dưới này cũng nhóc trơn luôn. Cá rô, cá sặc, cá lóc cũng nhóc trơn, cá lóc con ngón tay hổm thấy nó nổi là nhóc trơn, rồi cá lóc bự nữa. Thành ra có cá ăn, rồi cá rô, cá sặc gì ôi, con cá này kia nó ghĩa. Để coi tình hình tới đâu. Cá thì chắc ít thôi à, chủ yếu là ốc. Còn bên này cá mới nhiều nè, mà ốc ít. Tại vì bên này cá nó nhiều thành ra nó ăn ốc, còn bên này cá nó ít hơn. Bên này nè, định mua mớ cá này kia thả vô nữa mà nói hoài mà chưa có thời gian rảnh để mà mua mua cá chép vàng này kia đó. Thả để cho nó lội đẹp chơi cho ao này, ao bỏ không à, có trồng sen mấy lần mà không có trồng được, phèn quá. Lần trước rồi nó nổi phèn màng màng luôn, chắc cô bác hơi khó thấy. Để nó zoom lên cô bác xem, nó nổi phèn màng 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 màng. Mua mấy bao voi thả vô mấy đợt mà cuối cùng nó cũng không có hạ phèn được cô bác, phèn ở dưới nó lên hoài, tại nước ở đây nó dơ, nó lên phèn hoài. Trồng sen chơi cho nó đẹp, rồi ở dưới mình thả cá rồi chơi, cắt cái nhà thủy tạ rồi nữa ha. Hồi ừ, tính chuyện chơi không. Công nhận cây dừa này trái đá thiệt. Ồ, có thấy trái hết hồn luôn ha. Một buồng mười mấy 20 trái của mà chuột nó ăn nha. Chuột nó ăn rồi có coi nè. Vụn nhẹ hết trơn quên nãy giờ để chất lượng thấp quay luôn rồi, thôi lỡ rồi. Hết luôn rồi, còn gì nữa đâu lượm mà. Nó đi vô, trước khi đi vô thì xây một vòng khoan của tôi. Nếu xây một vòng thì phải chuyển chất lượng. Rồi chịu khó một chút gì cho cái phim coi nó đỡ nhức con mắt. Nó sao coi cái nó tật 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 tật. Chất lượng thấp thì đa số đi để cố định thôi. Còn nếu di chuyển thì nó giật dữ lắm. Quá sao trái à. Gánh thì chọc dừa nó để nó mọng tùm lum hết trơn. Cô bác dòm nó rụng nè. Rụng nhóc trơn nè. Bụng nó nổi lên bên vậy là vài bữa là nó lên mọng tựa lửa hết. Đó, xa trái. Ồ, trái. Ồ, trái kìa. Đi vô. Đi vô. Ở đây nhìn ngược ra đằng kia, cây kia cũng trái dữ dằn luôn mà chuột ăn cũng dữ dằn luôn. 1, 2, 3, zoom lên. Oh yeah. Trái dữ dằn không? Bên này nữa nè. Zoom lên, hình như hết chỗ zoom luôn rồi. Ồ, bên này nữa nè, có không? Yeah. Trái dữ dằn không? Bên này luôn, cũng hết thấy đường luôn rồi. Còn bên này là lan. Bên này cũng trái luôn. Bên này cũng trái luôn. Bên nào cũng trái nước chân luôn. Rồi dắt này đi vô luôn. Cái chân mới ảnh nè, cái chân này gấp gọn được. Hồi ô vừa khô cũng
mới rụng cái bùm luôn như bỏ bơm. Rồi giấc này vô nấu cơm, chiều đi bún chuối, vui vui quay thêm một cái phim bún chuối của con. Mà bún chuối hơi khó của con, tại đi đầu này đầu kia bún rồi đem theo máy quay nó rất là bất tiện luôn. Đấy, cái gì làm việc cố định thì mình quay thì nó tiện hơn, tại vì vừa làm vừa quay nó rất là khó. Chẳng thà mà đi quay không cho người ta thì nó dễ, mình vừa làm vừa quay thì chẳng ai lắm. Rồi zoom của câu vừa cái nữa rồi mình vô của câu hồi máy báo hết pin luôn cũng hay quá ha. Đó, vừa nè, dưa nè, dưa nè, dưa nè, dưa nè, dưa nè, cá nắng hết thấy gì luôn, dưa nè, hết thấy gì luôn, cá nắng à, thôi đi vô, vô đại dương ơi, cái này nó đi bắt chuột, này bắt chuột, còn gấu nãy giờ nó bắt chuột, cách này nó mệt rồi nó xuống đây nó nằm nằm xà lái đây nè. Mấy cây này là lan bầu rượu rồi vô luôn. Con này nó nằm chèm ép đây nè, lính lính mới nè, thành viên mới, quậy xám hồn luôn. Đây lan rồi đi vô. Cái này là gì nè, mở ra nhìn nè, cái này chỉ gạo ban ngày thôi, ban đêm thì mình đã đóng cái cửa này lại rồi, thì mình ở đây có hai lối đi, đi trước tiện hơn, giờ mở quê mà chỗ nào cũng như chỗ nấy. Khu đồ quá sáng này. Nhìn thấy ngắn ngược hồi chim càng ngạt con cho người có luôn, hoa chiều tím. Này giấc này nó nằm chèm bẹp ra nó ngủ. Nó nằm xài đải hay cái chân gì đó. Hoa chiều tím nhưng mà nó nghiêng theo cái chiều nắng á, thành ra là mình quay ở dưới này quay lên chắc thấy bông nhiều hơn nè. Ồ, cái này cầu bằng cầu trúc không á, có cầu ốm yếu đi bằng cầu trúc không nè, nói thiệt chứ không. Cầu bằng trúc không nè. Ồ, hoa chiều tím rồi có thấy hoa kìa, dữ dàng không, hết hồ hoa ha. Có cái bài hát đó, nhà em có hoa đầy trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách tre tường rào thấp, gió lùa vào từng cơn. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thăm mong hàng đứa bước chân em xót xa. Rồi cái bàn chải bỏ chả này thôi, làm biến không có chả. Chả thì cái móng chân của mình nó mới đẹp. Xót xa anh còn chẳng tay hoài, sách đèn nơ chưa sực nên lặng đằng chung chiên. Giấc này ca hết nổi luôn rồi, khàn giọng rồi. Bạn nhiều chuyện quá nè, hoa hôm qua vẫn còn nè, hoa sim. Những đồi hoa sim ôi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Ồ, còn chưa có treo mấy cái giò lan lên kìa, nó rớt ở đằng kia kìa, quá ơi đẹp ghê. Bướm lượn, chim kêu bướm lượn, có mấy cái cọng dây nè, cái này là cỏ, mấy cái dây giác rồi nè, nó đẹp ở đây nè, nó làm xấu đi cái bộ mặt của cái hoa của mình.
nó ra cùi nè, có nghe cùi sao nè, nghe cùi chứ bồng bồng nhóc đó. Nó cái vậy để mình không ngắt á, có vài bữa là nó bự lên, nó dữ lắm rồi. Nhặt cùi chứ rồi ngôi nhà của ta phía trước của ta, ta sẽ trồng thêm một số hoa nữa và cây ăn trái. Khu vực này khoảng 7.000 m2, 7-8.000 m2 gì đó. Này. Lá này, nó cua này, đẹp hết sức. Cái sen tàu này, cái củ này bự dữ lắm rồi. Nước quá xả nước rồi, nó sơm cái lỗ cho nó ra nước. Củ khổng lồ. Cái bí kỳ nam á, tà lơn. Tàn 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 tàn. Cái bồ đề, vô đề nó mọc ở sau nhà hè nè, đúng vô trọng rồi, giờ nó bự quá. Nó ăn cái rễ vô đây luôn, nó ăn cái rễ vô mấy cái giò lan luôn rồi. Nó chạy cái rễ từ đây, nó chạy theo cái giò lan, nó chạy lại tuốt một kêu. Quát nghe chim kêu không ta? Ồ, nhảy lung tung ở trên kìa. 1, 2. Ui, 4 đồng con luôn kìa. Khó thấy chim nó nhỏ, cái đầu nó đỏ đỏ đó. Rồi xây một vòng rồi mình kết thúc. Hên quá, sáng nào không có mưa nè, làm việc được chút xíu. Để mưa cái là nó gối tung hết trơn. Hoa đằng kia, quả hoa đằng kia luôn. Hót dữ rồi. Ôi có con chim gì, con chim gì nó xíu đẹp quá kìa. Xem lên coi thấy không. Hoàng hoàng mình để cái cây này ngay để mình zoom để mình biết là nó ở vị trí đó của ốc. Để mình cái màn hình này nhỏ quá mình thấy rõ. Có thấy nó không ta? Chim nhỏ xíu mà đẹp quá, nó đen quyền mà dưới bụng nó trắng. Đẹp quá. Ôi một cặp luôn kìa. Vợ chồng nó luôn kìa. Một cặp luôn. Nhưng mà cá nắng không thấy. Còn con chim gì nó kêu đằng này sùm nè. Ôi vô của ốc luôn. Ôi cái máy cũng hết pin hay quá ha. Rồi phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Tan 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 tàn.